tên là Trần Thị Tường Vui. Mình làm hoa đất sét được 10 năm rồi. Hôm nay thì mình muốn giới thiệu mọi người tác phẩm mai bonsai bằng đất sét, cao 2m và cái tán nó là 1m3. Và trong cái tạo hình hoa đất sét của mình á, thì nó sẽ bao gồm là đất sét màu, đất sét và những cái nguyên liệu như là nụ mai và nhụy mai và kẽm. Cái thời gian mình thực hiện cái cây mai bonsai này trong vòng 3 tháng thì trên cái cây bonsai của mình á, nó có khoảng nụ á, thì nụ xanh, nụ mai xanh, mai vàng và những cái nụ bút nhỏ thì khoảng tầm 4.000 tới 5.000. Có những cái nhỏ hơn nữa mình tạo hình cho nó, có những nụ mà chuẩn bị đâm chồi nữa thì khoảng tầm 6.000, tổng cộng là 6.000 nụ. Và hoa trên cái cây bonsai của mình nó là 500 bông. Tất cả các từ những cái gốc, từ những cái nhánh, từ những cái thân, từ những cái lớp vỏ cây mình làm hoàn toàn bằng đất sét. Và đất sét ở đây đó là đất sét Việt, đất sét do chính bản thân mình sản xuất và nó mang thương hiệu Việt. Năm nay mình tạo hình cái cây như thế này nó có một đặc điểm đặc biệt đó là cái tán nó rất là to, to khoảng tầm 1,3. Thì khi mà mình thực hiện cái bonsai mà cái tán to như thế thì bắt buộc á mình phải có một cái cốt cực kỳ chắc và một cái thế để nó trụ vững những cái tán rộng như thế. Những cái tác phẩm mà nó càng cao khi mà làm á rồi thường cũng thử thách cái người thợ rất là nhiều. Cái cây mai của mình á thì nó cái tán nó rất là lớn thì á cái độ thử thách nó sẽ càng cao hơn. Thì năm nay á dự định ban đầu của mình á làm cái tán nó khoảng tầm 80 thôi. Khi mà càng lên á, càng lên cao thì cái sự thích thú của mình muốn khi mà mình thực hiện cái tác phẩm mà nó tán nó to như thế thì mình có thực hiện được không, mình thử thách bản thân thì mình tạo dựng những cái tán rất là nhiều. Xung quanh mình đã thêm nụ nhụy, những cái chồi non để nó như một cái tượng trưng là đâm chồi nảy lộc đầu năm. Và cái thời gian thử thách của mình có khó khăn trong cái khi mà thực hiện cái cây mai á, cái dáng ban đầu và dự định trong thời gian mình làm nó thay đổi hoàn toàn luôn. Thì khi mình làm cái tán rộng như thế thì cái thế nó sẽ khác, một cái thế mà dạng như là ở dưới là tán xòe và ở trên là nó sẽ đi nhỏ dần lên, nhưng mà những cái nhánh nhỏ rất là nhiều thì khi đó mình phải nối thêm và mình dùng những cái cốt thép xây nhà để mình định hình cái tán. Và ở dưới những cái thân, dưới cái chậu á, mình muốn cho cái thế nó phải chắc chắn thì mình phải đổi lớp xi măng để tạo hình cho nó cứng cáp hơn. Khi mà mình tạo dựng cái cây bonsai như thế á, thì cái khó khăn nhất đó là cái ước lượng, số lượng những cái nụ và những cái cánh hoa trên cái thân. Thì có thể là cái này là nó thuộc về cái lĩnh vực của mình, là mình có thể sản xuất ra hàng loạt số lượng nụ nhụy rất là nhiều.